Tiêu Chiến nên duyên vợ chồng với đàn chị nổi tiếng lứa 85, dân tình rần rần ủng hộ. Tiêu Chiến đã có một năm 2023 hoạt động nghệ thuật vô cùng sôi nổi, ngoài ba dự án lên sóng lần lượt là Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Ngọc Quốc Giao và Nắng Gắt Bên Tôi, anh còn tham gia ghi hình hai tác phẩm cổ trang khác là bộ điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu và Tàn Hải Truyện. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, bộ Tàn Hải Truyện của Tiêu Chiến, hợp tác cùng Hoa 95 là Trương Tịnh Nghi, vẫn đang quay, nhưng trên mạng mới đây đã xuất hiện thông tin về dự án tiếp theo mà đỉnh Lucy Bip sẽ góp mặt. Cụ thể, bộ phim có tên tiếng Trung tạm dịch là Văn Thành, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Yahoo, có sự tham gia sản xuất của Tencent Video. Theo Baidu, phim lấy bối cảnh thời kỳ hỗn loạn của cuối triều đại nhà Thanh và đầu thời kỳ đầu của Trung Hoa Dân Quốc. Phim kể về câu chuyện của sự tìm kiếm không ngừng nghỉ của con người và những niềm vui nỗi buồn của họ trong thời đại đó. Được biết, đoàn phim đã liên hệ với Tiêu Chiến và Đường Yên, nếu đàm phán thành công và bà xã La Tấn đồng ý đóng vai nữ chính. Đây sẽ là màn kết hợp tương đối thú vị giữa hai ngôi sao top đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Đáng nói, theo nguyên tác, cặp nam nữ chính mà Tiêu Chiến và Đường Yên đóng là một cặp vợ chồng. Đường Yên dạo gần đây đang dần lấy lại được phong độ đã đánh mất trước kia, trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn và nhà sản xuất tin tưởng sau bùng nổ của Phồn Hoa. Dù nhân vật do cô đảm nhận không phải nhất phiên, nhưng xét về độ thảo luận thì quả thực không kém cạnh bất cứ ai. Dân tình khá ủng hộ màn hợp tác giữa Đường Yên và Tiêu Chiến. Mặc dù đều là những ngôi sao nổi bật trong giới, nhưng trước giờ cả hai lại chưa từng làm việc chung trong bộ phim nào. Dương Tử giảm 15kg, lột xác thần kỳ trở thành mỹ nữ, bí quyết đơn giản chỉ nằm ở 4 chữ vàng. Mới đây, Dương Tử xuất hiện trong phòng livestream của thương hiệu do cô làm gương mặt đại diện, người đẹp ngay lập tức trở thành chủ đề hot vì diện mạo ngày càng xinh đẹp hơn. Netizen cũng phát hiện, Dương Tử gần đây đã giảm cân. Dương Tử từ khi ra mắt luôn xuất hiện với hình ảnh có phần mũm mĩm. Trên thực tế, diện mạo của Dương Tử so với người bình thường là xinh xắn, dễ thương. Nhưng với sự khắt khe của showbiz, netizen cũng yêu cầu cao hơn đối với các nữ nghệ sĩ về ngoại hình. Hơn nữa, việc lên hình thường sẽ trông nặng cân hơn so với thực tế, nên Dương Tử thường là cái tên xuất hiện trong các chủ đề về cân nặng của sao nữ. Cô thường bị chê ngoại hình hạn chế, dáng người kém săn chắc, mỗi lần xuất hiện đều trở thành đề tài thảo luận. Thậm chí, fan hâm mộ của Dương Tử còn nhiều lần bày tỏ sự bất mãn với đoàn đội vì cho rằng không lựa chọn các trang phục phù hợp, khiến cô nàng có phần mũm mĩm hơn. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Dương Tử giờ đây là lột xác trở thành mỹ nữ. Từ khoảng nửa năm 2023 trở lại đây, mỗi lần Dương Tử xuất hiện, netizen lại thêm suýt xoa vì diện mạo của người đẹp ngày càng xinh đẹp hơn trước. Thậm chí còn có nghi vấn là Dương Tử đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, thực tế chỉ là Dương Tử đã giảm cân. Giảm cân là phương pháp làm đẹp tốt nhất và cũng là sự nghiệp mà các nữ minh tinh theo đuổi suốt đời. Theo tiết lộ, Dương Tử đã giảm từ 55kg xuống còn 40kg, từ một cô gái mũm mĩm, vóc dáng hạn chế thành một mỹ nữ thon thả, tự tin khoác lên người những bộ đồ kén dáng. Phương pháp giảm cân 4 chữ vàng, kiểm soát ăn uống. Phương pháp giảm cân của Dương Tử được nói là rất đơn giản, đó chính là kiểm soát ăn uống. Bởi vì công việc thường ngày rất bận rộn, quay phim và ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế, tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm của các thương hiệu, nên Dương Tử không có thời gian để tập thể dục. Chính vì vậy, Dương Tử chỉ có thể giảm cân bằng cách kiểm soát chế độ ăn uống. Công thức ăn uống của Dương Tử không quá phức tạp, nhưng muốn duy trì phải kiên nhẫn và quyết tâm. Bữa sáng chỉ uống một cốc sữa chua, sau đó ăn kèm một vài hạt, trái cây, ngũ cốc. Bữa trưa ăn rất nhẹ nhàng, ức gà là loại thịt thường xuyên ăn, kèm theo đó là rau cải luộc, bông cải xanh hấp. Nói chung là không có nhiều dầu mỡ. Bữa tối còn đơn giản hơn, rau cải luộc và một bát nước luộc rau. Phương pháp giảm cân của Dương Tử mặc dù rất đơn giản, nhưng việc kiên trì thực hiện lại vô cùng khó khăn. Dương Tử cũng từng nói rằng, mỗi lần giảm cân đều cảm thấy rất chán nản. Một ngày ba bữa ăn không thể ăn món mình thích, sau đó lại phải đối mặt với rất nhiều công việc. Người đẹp cũng tiết lộ rằng, có lúc cô không kiềm chế được đã lén lút gọi đồ ăn bên ngoài. May mắn là trong quá trình giảm cân của Dương Tử luôn có sự hỗ trợ của bố mẹ, nhân viên và các chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho cô nàng trong quá trình làm việc. Vì vậy, việc Dương Tử có thể trở nên thon gọn như ngày hôm nay, thực sự rất không dễ dàng. Dương Tử sau khi giảm cân, không chỉ giảm bớt được lượng mỡ trên mặt và cơ thể, mà vóc dáng cũng trở nên tốt hơn. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính đều đặc biệt xinh đẹp, rất có khí chất. Chính vì thế, việc giảm cân không chỉ giúp Dương Tử thay đổi vóc dáng, mà còn mang đến sự tự tin khi xuất hiện tại các sự kiện khác nhau. Sau khi giảm cân, Dương Tử có thể tự tin diện các loại trang phục khác nhau,
điều mà trước đây người đẹp thường tránh né. Ngay cả cư dân mạng cũng phát hiện ra rằng, sau khi Dương Tử giảm cân, khả năng cân đồ cũng đã trở nên tốt hơn. Trước đây khi đứng cùng sân khấu với các nữ minh tinh khác, Dương Tử luôn là người lép vế. Nhưng bây giờ, ngay cả khi đối mặt với những người đẹp có gương mặt đậm chất Á Đông như Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không còn sợ hãi. Có những lần Dương Tử đụng độ trang phục với Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng lại có thể mang đến những điều bất ngờ cho fan hâm mộ. Có thể thấy làm minh tinh không phải là điều dễ dàng. Để đứng ở vị trí mà mọi người khao khát, bạn phải nỗ lực hết mình, thậm chí phải từ bỏ những sở thích về ăn uống để duy trì vóc dáng. Đó chính là sự khắc nghiệt của showbiz mà nữ nghệ sĩ nào cũng phải chấp nhận. Lâm Đại Ngọc của Tân Hồng Lâu Mộng đánh mất sự nghiệp. Vừa qua, trang 163 đưa tin, Tưởng Mộng Tiệp chia sẻ hình ảnh mới. Theo 163, Tưởng Mộng Tiệp vốn là ngôi sao có xuất phát điểm tốt, được công ty nâng đỡ. Nữ diễn viên có ngoại hình đẹp, gu thời trang ấn tượng, diễn xuất không kém, song vì scandal đổi tình lấy vai diễn ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí, khiến sự nghiệp Tưởng Mộng Tiệp không thể phát triển mạnh. Nàng Lâm Đại Ngọc gây tranh cãi. Theo Sina, năm 2008, đoàn làm phim Tân Hồng Lâu Mộng tuyên bố bắt đầu tuyển diễn viên. Các vai diễn khác như Giả Bảo Ngọc, Tiết Bảo Thoa đều đã chọn lựa được diễn viên, song vai nữ chính Lâm Đại Ngọc lại gặp khó khăn. Nữ nghệ sĩ Trần Hiểu Húc đã thể hiện rất thành công nhân vật này trong phiên bản Hồng Lâu Mộng 1987. Vai diễn của bà đã trở thành hình tượng kinh điển trong nền điện ảnh Hoa ngữ. Lúc này, Tưởng Mộng Tiệp đang học tại Học viện Múa Bắc Kinh, ngành múa ba lê. Cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lý Thiếu Hồng. Bà cho rằng, Tưởng Mộng Tiệp hội tụ các yếu tố mắt sáng, mày lá liễu, miệng chúng chím hoa đào như các mỹ nhân thời xưa. Tân Hồng Lâu Mộng ra mắt khán giả vào năm 2010. Quy tụ dàn sao trẻ như Dương Dương, Tưởng Mộng Tiệp, Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Trong đó, Lý Thấm đóng vai Tiết Bảo Thoa, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chỉ đóng vai người hầu, còn Tưởng Mộng Tiệp được giao vai nữ chính. Phim vấp phải nhiều ý kiến chê bai từ người hâm mộ khó tính của danh tác Hồng Lâu Mộng về diễn xuất, tạo hình nhân vật. Để thấy rõ lối diễn thiếu chiều sâu của dàn sao, khán giả đã so sánh cử chỉ của nữ diễn viên Tưởng Mộng Tiệp cùng tiền bối Trần Hiểu Húc khi cùng vào vai Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc phiên bản 2010 bị cho là quá khỏe khoắn, không có vẻ liễu yếu đào tơ, mong manh như Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, nhờ vai diễn này, Tưởng Mộng Tiệp vẫn giành được giải nghệ sĩ mới xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình quốc gia. Và dù có nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận Tưởng Mộng Tiệp đã một đêm thành sao nhờ vai diễn đầu tay. Đến năm 2012, cô tiếp tục gặt hái thành công với giải nữ diễn viên xuất sắc thuộc giải thưởng Bách Hợp cho bộ phim Bách Niên Tình Thư. Scandal liên tiếp. Sau bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng, Tưởng Mộng Tiệp ký hợp đồng quản lý độc quyền với công ty điện ảnh và truyền hình Vinh Tính Đạt. Thời gian đầu, nữ diễn viên là ngôi sao được công ty o bế. Mỗi năm, Tưởng Mộng Tiệp đóng 3-4 phim, hợp tác với nhiều ngôi sao gạo cội. Năm 2012 xuất hiện tin tức trong quá trình sản xuất, đoàn làm phim Tân Hồng Lâu Mộng có kinh phí phim eo hẹp. Để huy động nhà tài trợ rót vốn, nhà sản xuất yêu cầu 12 người đẹp được giao vai tiểu thư và cả A Hoàng phải chăm sóc các đại gia. Trong danh sách diễn viên chấp nhận giao dịch bị nghi ngờ có Tưởng Mộng Tiệp, người đẹp đảm nhận vai Lâm Đại Ngọc. Một nguồn tin tiết lộ, việc Mộng Tiệp được giao vai diễn kinh điển đã gây xôn xao dư luận thời điểm đó. Cô vốn không có danh tiếng, kinh nghiệm diễn xuất, nhưng vượt qua nhiều minh tinh khác để đóng vai nữ chính. Tháng 4 năm 2015, trả lời phỏng vấn, Tưởng Mộng Tiệp khẳng định, tôi chưa bao giờ gặp ông Lưu, quan chức được cho là đứng sau chống lưng nữ diễn viên. Tin đồn này sai sự thật, cô cho biết thêm. Thị phi này vốn dĩ xuất hiện từ lâu nhưng công ty quản lý của cô hoàn toàn im lặng, điều này khiến cô thất vọng. Sau đó, công ty dần bỏ rơi Tưởng Mộng Tiệp để lăng xê các ngôi sao khác như Lý Thấm. Tưởng Mộng Tiệp quyết định rời công ty quản lý Vinh Tính Đạt. Giữa hai bên xảy ra tranh chấp hợp đồng, Tưởng Mộng Tiệp thua kiện, khiến danh tiếng của cô càng bị ảnh hưởng. Vụ kiện khiến tôi mất hết số tiền tiết kiệm, thậm chí tôi phải dùng tiền dưỡng lão của ông ngoại để bồi thường, Tưởng Mộng Tiệp chia sẻ. Theo Sina, scandal đổi tình lấy vai diễn khiến các nhà sản xuất e dè khi mời Tưởng Mộng Tiệp tham gia đóng phim. Rời khỏi công ty Vinh Tính Đạt, nữ diễn viên chuyển sang công ty giải trí Hỷ Thiên. Tuy nhiên, cô không thể cạnh tranh được với Trương Thiên Ái hay Tống Tổ Nhi, nghệ sĩ cùng công ty. Đến tháng 5 năm 2021, sau khi kết thúc hợp đồng với Hỷ Thiên, Tưởng Mộng Tiệp tự mở văn phòng đại diện mà không gia nhập công ty quản lý khác. Trang 163 cho biết thêm, hiện tại mỗi năm Tưởng Mộng Tiệp chỉ đóng một phim. Do nhiều năm qua không có vai diễn gây ấn tượng, danh tiếng nữ diễn viên ngày càng giảm sút, cơ hội đóng phim cũng không còn nhiều. Thậm chí, cô phải đóng vai phụ cho các đàn em như Lý Nhất Đồng, Hứa Khải trong phim Ly Ca Hành.
sự nghiệp diễn xuất bế tắc, Tưởng Mộng Tiệp lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Cô sáng lập thương hiệu thời trang Le Bé Comelli vào năm 2013, Trijian vào 2017. Ngoài ra, thi thoảng Tưởng Mộng Tiệp cũng tham gia chương trình giải trí, livestream bán hàng để tăng thu nhập và giúp khán giả không quên mình. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.